Chương trình Câu chuyện văn nghệ với Quỳnh Giao do Nam Phương phụ trách. Trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Xin kính chào cô Quỳnh Giao ạ. Mến chào Nam Phương và xin kính chào quý vị. Vâng, thưa quý khán giả, hôm nay Nam Phương và cô Quỳnh Giao muốn nói đến một người nhạc sĩ mà Nam Phương rất là mến và rất là thích nhạc của ông, tức là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Ông nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh ngày 15 tháng 3 năm 1932 tại Sài Gòn, nhưng mà quê quán của ông thì ở Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh. Ông được gia đình gửi đi vào trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam tại Vũng Tàu khi ông 14 tuổi. Và sau khi ông tốt nghiệp trường Thiếu Sinh Quân này, thì ông nhập ngũ vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và ông đã làm lên tính chức đại tá trong quân đội. Từ năm 1958 thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là trưởng ban ca nhạc Tiếng Thời Gian của Đài Phát thanh Sài Gòn. Và ông cũng là người có lẽ nói là đầu tiên thực hiện album riêng cho những ca sĩ mà trước đó chưa có ai từng làm. Thì sau năm 1975 thì ông bị bắt đi học tập cải tạo 10 năm và sau đó thì ông được thả ra và bây giờ ông đang sống tại Phú Nhuận, Sài Gòn. Vâng. Dạ thì Tôi có được email của ông. à thế à cô? Có một lần tôi viết một cái bài bài Mấy Dặm Sơn Khê. Riêng cái bài đó, tự nhiên tôi viết về cái bài đó trong cái mục tạp ghi của báo Người Việt đó. Dạ vâng. Không biết có ai gửi về cho ông. Gửi chắc là gửi bằng email thôi mà thì ông đọc được và ông cảm ơn. Dạ vâng. Ký tên là chú Đông. À vâng. Kêu kêu tôi là cháu, dễ Dạ thương vâng. lắm. Dạ, thì xin hỏi cô Quỳnh Giao trước đó thì cô có gặp nhạc Ô, sĩ? gặp hoài chứ. À thế Vâng, à? tôi có đến hát cái chỗ cái hãng đĩa của ông nữa. Dạ Thì là vâng. trong cái câu chuyện mình nói chuyện thì tuần tự là Nam Phương sẽ biết. Dạ vâng. Ông làm ít bài, tức là có thể trên dưới 20 bài. Nhưng mà cái bài nào nó cũng đi vào hồn người. Dạ vâng. Nó có một cái mà tôi không biết là ông học nhạc bằng cái nhạc khí gì. Riêng tôi đoán là ông học cái đàn guitar Hawaiian, tại Dạ vì vâng. cái lối viết mà mấy cái arpeggio nó lên bổng xuống trầm đó, giống như là cái kiểu của Lâm Tuyền đó. Thành ra tôi nghĩ là ông Nguyễn Văn Đông chắc là ông sử dụng cái đàn đàn đó, Dạ vâng. guitar. Tức là khi ông học cái trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu thì ông gặp một người Pháp. Đúng rồi, dạ đúng, dạ vâng. Đó. Thì có lẽ cái đó có ảnh hưởng đến cái cách nhạc của ông không ạ? Đúng rồi. Và khi mà học xong cái khóa đó thì ông lại tiếp tục học cái khóa 4 của trường Võ Bị Sĩ Quan của Vũng Tàu đó và tốt Dạ. nghiệp thủ khoa. Dạ vâng. Đó, Dạ vâng. ông mình hát nhạc của ông hay là mình nghe nhạc của ông thì mình biết ngay ông là một quân nhân à? Tất cả những cái bài ca lời hát của ông đều là nói về hình ảnh người lính chiến. Dạ vâng. Nam Phương có thấy vậy không? Dạ đúng, và cái hình ảnh có lẽ là nó hơi bình dị một tí, Đúng rồi. tức là một người đàn ông họ phải tham gia vào cuộc chiến nhưng mà họ vẫn là một người bình thường có tình cảm Có tình để lại cảm. ở quê nhà. Đúng rồi. Và ông đang nhắc về tại sao mà tôi biết ông là cái có một lúc là ông là được làm ông tổ chức một cái gọi là một cái đại hội toàn quốc mà văn nghệ mà kể cả nhạc lẫn kịch Dạ đủ vâng. các cái bộ môn. Dạ vâng. Thì lần đó đó thân mẫu tôi lúc đó bắt đầu cũng hơi lớn tuổi cho nên cũng hát ít đi. Năm đó là 1958. Thì bà được mời đóng kịch. Dạ vâng. Và tôi nhớ là cái vở kịch đó bà đóng vai phụ và cái giải diễn viên xuất sắc mà về vai nữ chính đó là cô Kim Cương. Dạ vâng. Và cái người mà đóng kịch mà cái vai phụ xuất sắc chính là Minh Trang. Dạ vâng. Và tôi nhớ như vậy là tôi đã được đi nghe, đi xem mẹ tôi đóng kịch trên sân khấu Dạ. và đã gặp lúc đó tôi gọi là chú là vậy, chú Dạ vâng. Đông từ ngày đó. Dạ. Và ông là một người ở ngoài phải nói là cao lớn, trắng trẻo, đẹp trai. Dạ vâng. Nhưng mà không biết tại sao không bao giờ lấy vợ. À thế Sau à? 75 thì tôi hoàn toàn không biết đời sống tình cảm. Dạ vâng. Nhưng mà trước đó đó thì tôi biết nhiều người mê ông lắm trong cái Dạ. giới đó, Dạ trong vâng. giới Dạ nghệ vâng. sĩ đó. Một người cao ráo đẹp trai mà lại có tài như Có tài thế. mà rất nhiều các cô mê đó, không nói tên ra, ok? Dạ vâng. Nhưng mà
ông và là sĩ quan nữa, đại tá, lên tới lúc đó là trung tá rồi mới lên tới đại tá, mà nhiều người mê, nhiều người nổi tiếng lắm mê ông mà ông không có đáp lời. Nam Phương nhớ là nghe cái bài của ông đầu tiên đó, thì là bài gì vậy, nhớ không? Đó là bài Trời Mưa Biên Giới. Đúng rồi, tôi cũng vậy. Lần đầu tiên mà tôi biết mà tôi thích nhạc ông là bài Trời Mưa Biên Giới, mà tôi được may mắn được nghe ông Trần Văn Trạch hát. Dạ vâng. Ông lại hát bằng tiếng Nam. Dạ vâng. Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. Giờ ơi mà nó ngọt không thể tưởng tượng. Nó ngọt như đường phèn vậy. Thôi, đối với tôi đó thì nhiều người hát bài này hay, tại cái bài này nó dễ hát hay lắm. Hà Thanh hát bài này cũng hay lắm. Người ta nói rằng Hà Thanh là cái người diễn đạt thành công nhất đó. Nhưng mà riêng cái bài Chiều Mưa Biên Giới là tôi thích ông Trần Văn Trạch hơn. Đó, đó là cái bài thứ nhất mà mà cả Nam Phương lẫn là tôi biết đến. Thì Nam Phương rất là thích cái câu, như câu cuối cùng thì phải, lòng trần còn tơ vương khăn tướng, thì đừng chờ mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi. Và có lẽ bài kế tiếp mà mẹ của Nam Phương rất là thích là Nhớ Một Chiều Xuân. Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người. Đó là cái bài mà tôi nghĩ là Hà Thanh hát hay nhất. Bài đó nó không phải là cái mùa xuân, cái chiều xuân, nó không phải là cái bài về Tết đâu. Thành ra cái bài mà Sắc Hoa Màu Nhớ cũng là một cái bài mà Sắc Hoa Màu Nhớ Sắc Hoa, hoa phượng rơi đón mùa thu tới. Có một bài nữa mà Hà Thanh hát cũng hay nữa là bài Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp. Cái tít là nó dài quá, về sau người ta bỏ cái chữ Khúc Tình Ca đi. Thì người ta để chữ Hàng Hàng Lớp Lớp thôi. Thì trong cái, trong bài đó nó có nhắc tới Kinh Kha phải không ạ? Đúng rồi. Thì hình như có nhiều người lẫn lộn bài đó với lại cái bài có Khúc bài Tình Ca của Kinh Kha của Phạm Duy thì đúng phải. Đúng rồi, nhưng họ lộn hay... nhưng mà không, Hàng Hàng Lớp Lớp viết sau. Mà cái bài này đó cũng là một cái loại bài mà classic, hát không phải dễ hát, thành thử là cái người mà hát mà hợp thì mới hay. Đó là bài theo cô ai hát hay bài này ạ? Hà Thanh là nhất. Rồi có một bài nữa mà bây giờ hải ngoại hát rất là hợp, và tôi đi party tôi thấy nhiều người hát bài này lắm, tức là bài Hải Ngoại Thương Ca. Nhớ không, nhớ bài đó không? Thì bài đó đó là tôi nghe Hà Thanh hát, nhưng mà tôi lại thích giọng bà Thái Thanh. Thái Thanh hát bài Hải Ngoại Thương Ca rất hay. Cái lúc mà cố lên thương về đồi núi, cái núi nó cao nó hay lắm cơ. Xa xa là thì là cái cháu nhớ bài đó không? Nhớ ạ. Và không biết cái này hải ngoại là ý ông hồi đó ông đi du học hay sao mà lại là không hải ông ngoại không thương không ca. Không ông, tôi nghĩ có thể ông đi công du. Chứ không phải ông đã ở trong quân đội rồi, thành thử là ông có đi ngoại quốc. Tiểu sử cũng có nói ông có đi ngoại quốc đó. Mà ông đi trong cái kiểu là công cán, chứ không phải là để đi du học. Rồi có một cái bài mà một cái ca sĩ mà thật ra là không phải là cái loại mà tôi hay nghe, nhưng mà cô hát bài này đó thì tôi lại thấy hay hơn tất cả những người khác. Cái bài nó tên là Mùa Sao Sáng. Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời. Giao Linh hát bài này. Tôi thích lắm. Tức là nó hợp với giọng Giao Linh. Lúc đó hình như là ống lăng xê Giao Linh thành ra bắt đầu cô hát là hãng cho cái hãng kêu là hãng đĩa Continental. Cái hãng đĩa của ông đó được rất nhiều người cộng tác, mà những người toàn là người tên tuổi. Cộng tác đây tức là viết hòa âm. Bởi vì những cái giọng ca như Hà Thanh, Hoàng Oanh hay là Giao Linh hay Thái Thanh hát đó, thì cái ban nhạc đó nó phải có cái hòa âm. Cái hòa âm đó đó là ông nhờ những ông như ông Nghiêm Phú Phi, nhạc sư Nghiêm Phú Phi, nhờ ông Văn Phụng, ông Hoàng Trọng, ông Y Vân, ông Lê Văn Thiện, toàn những cái tay chứ danh. Thành ra cái đĩa của công ty Năng Tan rất là hay. Có một cái bài mà đúng là Tết á, nó không phải là Nhớ Một Chiều Xuân mà bài Phiên Gác Đêm Xuân. Cái bài đó là đón giao thừa một phiên gác đêm. Bài đó cũng dễ thương lắm. Bài đó thì tôi nghe anh Nhật Trường hát rất dễ thương. Đó, tại vì chắc là đón giao thừa một phiên gác thì là không phải đàn bà mà gác. Thành ra giọng đàn ông mới đúng. Và có một bài mà tôi thích lắm, mà tôi thấy ít người hát lắm, nói tên thử là Nam Phương có biết bài đó không? Tên là Về Mái Nhà Xưa. Dạ biết ạ. Đó, bài đó hay không? Về đây ngơ ngác
chim bay tim đàn. Dạ vâng. Bài đó đó thầy Thành hát hay lắm. Dạ vâng. Cô thấy Thành hát bài này tuyệt. Thành thử ra, ngoài ra ông không phải là ông chỉ làm những cái bài đấy tên là Nguyễn Văn Đông đâu. Ông vâng. có nhiều bài mà ông có thể ông muốn đổi biệt hiệu, hoặc là ông muốn những cái bài nào mà nó nghệ thuật quá thì ông để Nguyễn Văn Đông. Còn vâng. cái bài mà ông bảo là ồ hát thương mại đó vâng. thì ông để tên là Phượng Linh. À, dạ nhưng vâng. mà không phải dở đâu, hay lắm. À, có bài Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Dạ đó, vâng. Hà Thanh hát đó. Rồi có Bóng nhỏ giáo đường. Rồi có Xin đừng trách anh. Rồi có cả Lời dã biệt, Thầm kín và bài Thương về mùa đông biên giới cũng hay lắm. Dạ vâng. Tôi không nhớ nét nhạc mà tôi nhớ ngày xưa là tôi nghe như là Thanh Tuyền hay Giao Linh hát. Vâng. Ừ. Và nghe nói ông cũng còn ông có làm nhạc cho những cái vở cải lương nữa không ạ? Ông có làm, ông soạn như là Tiếng vạc trong trăng. Dạ vâng. Rồi Nửa đời hương phấn. Nửa đời hương phấn hồi đó là tức là ông soạn cho Thanh Nga. Dạ vâng. Và cô Thanh Nga cũng mến ông lắm đấy. Dạ vâng. À, đó. Và dạ tức vâng. là rất là nhiều người đẹp thích ông lắm. Dạ vâng. À, mà riêng tôi thì tôi thích một bài. Mà cái bài này tôi thích đó là bài Mấy dặm Sơn Khê. Dạ vâng. Có nhẽ là cái sáng tác mà hay tôi đối với tôi là hay nhất là bài Mấy dặm Sơn Khê. Vâng. Ừ. Vâng. Và có lẽ cô Quỳnh Giao với Nam Phương phải đi vào đào sâu vào cái bài này, tại làm sao mà cô rất là thích như thế. Đúng rồi. Mà nếu mà nói đó thì chắc là nó hết chương trình hôm nay rồi. Dạ, vâng. Cho nên mình nói kỳ tới mình hẹn nhé. Mình hẹn lần tới mình nói về cái nhạc phẩm đó, vâng. riêng cái nhạc phẩm đó. Vâng. Tại sao tôi thích. Vâng. Dạ vâng, vậy cảm ơn cô Quỳnh Giao cho buổi nói chuyện ngày hôm nay về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Mình sẽ tiếp tục. Dạ vâng, mình sẽ tiếp tục. Cảm ơn Nam Phương. Vâng. Và xin kính chào quý vị. Vâng. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.